chư các bạn đó. Cá chư các bạn đó chỉ rừng muối cạn miên chỉ tu tử tái vì mình men chỉ rừng thoa mà đà tê. Cá chư ní ai thua ngô chun cá các bạn đó ai bảy hơi chìm chìm. Các bạn đó đại chư có ai thua ao mê rộp chốn hai non tơ rộp ca bằng co rộp nơi nâng đó. Video ní nâng bằng hai nhằm pi vì thi vi đâm lấy nâng chui mặt đai đại chư các bạn đó. Các bạn đọc đại chứ, chia thua mặt đá, bóng co lang đôi tư ruộng đại đắc mọt và ập tên năng đọc mình bàn lộ. Các bạn này ní, dương ách bóng cả bàn, đôi ca đắc mọt tư ruộng và ập tên năng đọc ở bàn chạp khả nông rìa bê bồn màn mong đọc bốn, cao bì xâm ra ruột. Nếu bê kê bắt đọc bê về lìa ở tư ruộng xoay rộp đọc được luôn ánh, chỉ rưỡi rưỡi, viết nông mộc nâng lật tập hòl, cứ ca bắt ập mọt tên năng đọc bàn lộ. Đảm bây bằng ca các bạn đọc đại chứ, trái bà gọt thà, bà đáy tăng ơ, đại thất kram ca thai tôm rộ bò nẹ, chế đạp ập, tê ruộng rộ bọc phụ kê tên nâng đọc, bán giang lọ, nâng môn bê chanh tư bà tê. Bà sân bà các bạn đọc, bàn chạp đàm chứ, trái chư mà đai ai bàn chạp tam đại ách phơ tư bàn. Đồng bốn, chô xong kết mơ ca bằng bạc đọc rộ bò niền. Ní, dưỡng khơi thà, mốt tê ruộng hà mình thống, tì ruộng con tại bài chữ bách do các bạn đọc bằng nông. Mà rìm nay rồi bằng mặt đáy, rê riêng tì ruộng bị cạp ấp đọc chôn mọt ở trời. Tì ruộng rồi bột mọt chanh bị các bạn đọc bàn giảng nghi. Hai mặt đáy miệng ở rõm thả chứ các bạn đọc. Nay nó mặt đáy, ai sợ mà rìm đáy mùi chôn kinh chẳng vạch mọt tì ruộng làm bách đọc tì ruộng chanh bị đọc. Cầm nốt sang qua riêng các bạn đọc. Các bạn đọc đại chấp bạch tôn nâng cổ ôm mọt lờ rồi bỏ tì ruộng, nâng miếng sắp hiếp sử dụng chùm nuôi riêng mùl. Bọn dưới mà đại thả, sẽ các mập hiếp ảnh đạt rồi bỏ tì ruộng, có cắt lờ các bạn đó, hơi chấp bạch tư tôn nâng cổ ôm mọt lờ rồi bỏ tì ruộng. Bà càng ní, thôi ai các bạn đó chứ hai miếng rồi bùa. Còn lúc nâng cao bằng bạc đó ở miếng thả sọ cập hiếp, cứ từ ruộng trời bắp mọt tên nâng đọc ở bàn trời. Các đặt đọc cho bình mọt, nâng thơ ai các bạn đọc cho tục này khăn cao này mọt từ ruộng bàn giảng trời. Bạch ní, các bạn đọc nâng miễn phát sổ cập hiệp. Tôi khi nha tên nâng ca đặt bắp mọt đọc rẹ rẹ, để chấp bách tên nâng cổ ôm mọt lơ rồi bỏ từ ruộng. Từ ruộng nâng tự tụ bàn tật đọc tràn. Chứ mà đai ai đạm mọt từ ruộng phá ấp tên nâng đọc bàn căn tê trời. Ai niếng bay câu này kia bay mọc rộp đó. Đói đạc luôn từ ruộng ở trăng. Niếng đã cho mọc từ ruộng ở tôn nâng các bạn đó. Từ ruộng nâng hà mọt bê thông khăn tức đó. Mà đai rung chăm đời cái đây ọt một. Rồi hốt đó từ ruộng hà mọt thống. Bọn tốt mọc bà nhập rung từ ruộng ở bạc đọc ở bàn lươn. Mà đáy ai sẵn cột đọc thân ôm đọc bây ở tật đọc chập đàm hồ chảnh. Các bằng khách côn, ở căn tế chết có ai chui đo ca bập mọt bàn căn tế trở. Dương khơi xa nhà này ca đạc bập bàn lọ. Mốt tế ruộng hà thống. Dương khơi rộng vuông khám áo chung vinh các bạn đọc phần này khẳng lớ, chẳng chiếm phần này khẳng kráo. Chẳng ca rộng bọc tế ruộng bà nâng đọc mặt đáy. Hãy tụi bây dương mơ mừng khơi trong ca việc gọt đau ý. Bộ bộ mọt kraum rồi bỏ từ ruộng khu bần lọt cho kraum. Ê lời ní, các bạn đó rồi bỏ niêng mì riêng thoa mặt đà. Bởi bếp thiếp chìm mùi các bạn đó nơi bê đai từ ruộng đạp ấp mặt bàn lọ. Bếp thiếp xa nhà nơi ca đạp ấp. Nơi môn bê từ ruộng chết bật mọt. Mơ khơi rung vông khám áo chung bên các bạn đó phần này kháng lớ. Mì tùm hôm xa mơ khăn ý phần này kháng kraum. Chẳng ca rộng bỏ tư ruộng bắt nâng đó. Hai bộ bộ mọt kraum rộng bỏ tư ruộng bần loạt cho kraum. Ấy lời ní, mọt tư ruộng hà thống. Rồi buông khám áo chung vinh các bạn đọc phần này kháng lớ, mơ khơn tràn chiêng phần này kháng kraum. Chẳng ca rộng bỏ tư ruộng cọp châu trâu chì mùi đó. Đại dương mình ách mơ khơn bộ bộ mọt kraum.
ទោះបីជាការដាក់ទីតាំងទារកក្នុងការបើកឲ្យត្រូវអាចចំណាយពេលក្នុងការរៀនសូត្រឥឡូវនេះម្ដាយម្នាក់នេះយល់ថាការបំបែកដោះអាចមានផាសុកភាពនិងយល់ពីជំហានកន្លឹះក្នុងការដាក់ផ្អឹបមាត់ទារកទៅនឹងដោះបានកាន់តែល្អបន្ថែមទៅនឹងការដាក់ទារកផ្អឹបបានជ្រៅនេះជាការលើកឡើងខ្លះៗថែមទៀតដែលអាចជួយបន្ថយការឈឺក្បាលដោះម្ដាយអាចច្របាច់ទឹកដោះចេញដោយដៃនៅមុនពេលដាក់ទារកឲ្យបើកដោះ នាងអាចកែលម្អការដាក់ផ្អឹបដោយយកដើមដៃទាញបង្ខិតទារកឲ្យខិតជិតការសង្កត់ដោះជួយទារកឲ្យទទួលបានទឹកដោះកាន់តែច្រើនហើយលឿនដែលធ្វើឲ្យការបំបែកដោះឆាប់ហើយជាចុងក្រោយទឹកដោះជួយព្យាបាលដល់ការឈឺក្បាលដោះទុកទឹកដោះឲ្យស្ងួតនៅលើក្បាលដោះក្រោយពីបើករួចហើយទុកឲ្យវាចំហទៅខ្យល់ ជួនកាលក្បាលដោះអាចឈឺដោយសារតែច្រាំងជួបពិនិត្យមាត់ទារកមើលបន្ទះពណ៌សនៅក្នុងសាច់ពណ៌ខាងក្នុងហើយព្យាបាលទាំងម្ដាយនិងទារកប្រសិនបើរកឃើញមានច្រាំងប្រសិនបើម្ដាយមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នាងគួរបំបើកកូនជាមួយដោះដែលមានសុខភាពល្អមិនមែនជាមួយដោះដែលមានក្បាលដោះប្រេះឬចិញ្ចៀមទេនាងអាចច្របាច់ទឹកដោះពីក្បាលដោះដែលប្រេះឬចិញ្ចៀមចោលរហូតដល់ក្បាលដោះនោះជាសះស្បើយបន្ទាប់មកទារកអាចបើកដោះទាំងពីរបានឡើងវិញផ្ដល
Cá chư các bạn đó, chư rương mùi cát miên chì tô tơ, tại vì mình men chư rương thông bà đá tê. Cá bằng bạc đó, cú miên phát sọc gặp hiệp. Cá chư các bạn đó, kê ách bằng cá nâng chia bà bàn, đó cá đặt và ấp mọt tê ruộng tơ nâng đọa ở chữ. Châu đặt tê ruộng khăn ông tì tăng, đại vì ách đặt đó châu bênh mọt, mình men còn tay chạy bạch các bạn đó tê.